Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay thì mình giới thiệu mọi người đây là cây giống chanh trúc nha mọi người nhá. Hay là còn gọi là chanh não người đó. Vỏ của nó thì sần sùi như hình não người ạ. Đấy. Cây hiện tại bên vườn thì có chiều cao được tầm 7-80 phân nhá. Đấy, mọi người nhìn lá này. Chanh này thì lá nó khác các giống chanh này. Các anh mọi người nhé, nhìn nó tựa tựa lá bưởi. Đấy, đặc điểm là nó rất là nhiều gai. Đấy, mọi người có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ cho mình nhé. Số điện thoại mình là 0988 630 811. Mình ở Gia Lâm, Hà Nội nhé, mình có ship toàn quốc các tỉnh nhé. Tem mã đầy đủ cho mọi người luôn. Rồi, cảm ơn cả mọi người nhé.